Ống kẹm nhúng nóng hoa sen, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mọi người cảm thấy như thế nào về cái trò chơi mà đòi hỏi chiến thuật đầu óc? Dễ thôi. Đúng rồi, rất dễ. Bắt dễ. Đúng. Nhưng mà nãy mình phải cố gắng để cho mang lại may mắn cho cái bé đó, đúng không? Chị có gian không? Không gian. Trời, nói chuyện mà tự tin vậy. Giang đáng yêu. Anh Giang đáng yêu. Không có sao hết. Không cảm được. Ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ ăn Giang thôi. Vui nhiều khi mà mình không ăn Giang thì khán giả cũng hết rồi. Tại vì sợ mấy bé ở dưới coi khi bị nôn á. Đúng rồi. Bị nôn thì lo thôi, gán cho mấy bé nó vui. Với lại cái mấy bé gia đình tới đây là cũng muốn là cũng sẽ có được một cái sự hỗ trợ nhiều. Có gì mình bị sợ. Đúng đó. Mà tự nhiên ngay cái game đầu mà hai khách mời lại không có lấy được cái quyền ưu tiên thì sợ bị gia đình hơi buồn buồn. Với lại mấy bé còn nhỏ mà khi mà chơi những cái trò chơi này thì mấy bé nó vẫn thích thắng hơn chứ, nó vẫn thích là mình làm được. Thì nó mình sẽ mang đến cái tinh thần cho các em ở trong những game sau. Chứ còn mình đâu có muốn ăn Giang. Làm gì có chuyện ăn Giang. Chuẩn bị mình được ăn nè đến chị. Trời ơi. Nấu ăn rồi đó, xong rồi mình ăn. Thế nào cũng ăn. Đây đây đây. Ăn than hay là muốn ăn xiết. Ăn xiết. Nhưng mà cái này là sẽ không biết đến chưa cùng. Không, cái này cũng ngày sấy à. Ui. Cái này là phải chưa ra 2 độ rồi. Nấu trứng đút thịt. À, bánh xèo. Chưa giờ biết đổ bánh xèo. Thì cũng vậy. Nói chuyện. À, bánh khọt Vũng Tàu. Bánh khọt Vũng Tàu. Quá quá. Nếu mình làm xong được là ăn được. Rồi, rồi, nhớ. Nhớ là mai dám ăn đồ không? Bánh nào? Hai cái luôn. Sát nhau nha. Là bánh khọt nè. Sao nó trên trên vậy? Thiếu đủ rồi. Thiếu xíu nước mắm lên. Chêm chêm chêm. Chêm chim à. Chim mời em ơi. Vậy 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 vậy. Là sao đổ cho nó chín thôi. Mọi người đổ 100 cái cho mình múc 30 giây. Cái gì? Mọi người đổ 100 cái cho mình múc 30 giây thì chị mới được hết chứ. Cái gì 100 cái? 100 cái, một lần đổ 100 cái. Là cái này là sau cái game gánh nước này nè. Đúng rồi, cái đây là sau game gánh nước, cái game này là mấy anh chị chơi như mà anh chị cứ hết nước là cứ không bao giây. Ừ, chơi mình chỉ được cái gì đầu tiên, giống như hồi nãy vậy đó, không phải được nước. Tức là trọng của cả hai người lại với nhau. Đúng số rồi, ba. Đây là bao nhiêu cái? 100 cái. Sao mà đổ bánh này lâu lắm? Đổ 100 cái, 1 cái rưỡi. Bà đùa. Thế sao mà được? Kiếm bao nhiêu khán giả là đổ bao nhiêu cái? Đúng, 100 khán giả được 100 cái. Rồi, không muốn mấy bé có thưởng. Anh Will tuy là có chút tuổi nhưng mà vẫn thân thức nha mọi người. Chờ tắt máy. Nói chứ không phải đâu mọi người, nhìn anh Will năng lượng không mọi người ơi. Anh Quy ở nhà có hay tập gym không? Hả? Anh ở nhà có hay tập gym không ạ? Có chứ. Nhiều trò chơi ở mấy ấm thì nó nhầm nhò gì với cái bộ môn gym anh tập? Không, thật ra là có nhầm nhò nha. Có nhầm nhò. Trong một cái liên tục như vậy á thì chắc chắn là mình sẽ xuống thể lực từ từ. Dạ. Tức là mình không đuối mình xỉu thôi, nhưng mà hay là mình sẽ xuống chút. Nhưng mà tại vì sợ lo mấy bé nó không có thời gian nhanh thôi. Cái cảm giác mà đồng hồ chạy số với lại cảm giác mà phải đẩy thế là anh có em bị áp lực gì không? À, lúc đó không quan tâm đồng hồ luôn mà. Chỉ quan tâm đẩy xong, chơi bé xong thôi. Không quan tâm đồng hồ. Tại mình nghĩ tới đồng hồ mình sẽ bị căng thẳng hơn. Ý là hồi nãy em thấy anh chị có té. Rồi lúc đó mình cảm thấy như thế nào? Anh có lo cho mấy bé không? Có chứ. Tại bé chạy với lại là mất thời gian của bé. Tại vì sức cũng có anh với lại chị thì anh thôi. Không có người thứ ba trang thiệp. Ống kẹm nhúng nóng hoa sen, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.